Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ có một cái chủ đề để chia sẻ cho anh chị em. Chủ đề đó tôi gọi là Chúa đã thăng thiên và vì sao? Ít ai giảng về điều này, các bạn. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ phải nói về điều này. Chúa mình thật sự có thăng thiên không anh chị em? Có thăng thiên mà. Dạ. Cho nên mà anh chị em hãy dở ra tôi cùng trong sách Luca chương 24 và tôi đọc cho anh chị em nghe. Cuối cùng. Và cái việc này được nhắc lại trong Mát và đồng thời cũng được công bố nữa. Mát chương 16 câu 19 câu 20 và công bố chương 1 câu 9 câu 10 cũng có nhắc lại. Như tôi đã từng nói với anh chị em, điều gì mà Kinh Thánh nói một lần thì là rất quan trọng. Phải không ạ? Và điều gì Kinh Thánh nói hai lần thì là sao ạ? Cực kỳ quan trọng. Nhưng mà điều gì Kinh Thánh nói ba lần thì sao thế? Đó là sự sống của chúng ta. Amen. Thiếu nào không được. Bởi vì cho nên em thấy là sự thăng thiên của Chúa được nhắc lại trong Kinh Thánh ba lần. Luca, Mark, Công Vụ. Và hôm nay thì chúng ta lấy một đoạn để làm đại diện, đó là Luca. Tôi đọc cho nghe. Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ và được đem lên trời. Môn đồ thờ lại Ngài, rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là kết thúc của tin lành phúc âm theo Luca chương 24. Tại sao Chúa thăng thiên thì em? Câu này hay, đúng không? Nếu mà Chúa không thăng thiên thì làm sao mà Chúa thăng thiên thì làm sao? Giả dụ bây giờ Chúa Giêsu đang không có thăng thiên, Ngài sống lại, Ngài vẫn đi trên đất thì sao? Chắc chắn là buổi sáng hôm nay tôi sẽ tranh thủ viết lá thư và mời Chúa ơi đến hội thánh con giảng giùm bà. Phải không ạ? Và hàng tỷ hội thánh sẽ viết thư mời bảo Chúa ơi đến hội thánh tôi, đến hội thánh con, đến hội thánh con. Và cái đó hơi căng đó. Đúng không? Ai cũng không mời hết. Cho nên Kinh Thánh đã chép một sự kiện cực kỳ quan trọng mà chúng ta thường biết để ý. Đó là sự thăng thiên về trời của Chúa. Rõ ràng Chúa đã sống lại sau 3 ngày và Ngài ở lại và Ngài đi lại trên đất này với các môn đồ của Ngài trong vòng 40 ngày. Kinh Thánh chép như vậy, 40 ngày. Để Ngài dạy dỗ họ những điều về nước Đức Chúa Trời. Ngài căn dặn họ những lời hứa của Cha. Ngài căn dặn họ những điều tuyệt vời mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời. Sau 40 ngày đó thì Ngài nói với các môn đồ hãy lên một hòn núi kia. Và trong lúc Ngài giơ tay ban phước cho họ thì như trong công vụ nói đó, có một đám mây đến che khuất Ngài và Ngài từ từ biến mất. Đây là một sự kiện cực kỳ siêu nhiên. Nó vượt quá cái trí tưởng tượng của chúng ta. Và nhiều người theo cái phái thực tế logic thì họ đang nhào báng, họ đang chỉ trích, họ đang vô tín đối với sự kiện thăng thiên của Chúa. Họ nói Chúa Giêsu là Chúa đâu có phải máy bay phản lực đâu mà từ từ cất cánh lên trời. Đúng không? Họ nhào báng những điều đó, nó không thể tin được. Đây là điều phi lý. Nhưng mình xem thôi, lời Chúa thì không tranh cãi. Lời Chúa khẳng định rằng Chúa thật sự đã thăng thiên. Những gì xảy ra thì đã xảy ra. Và Kinh Thánh chép lại có mục đích của nó, để cho chúng ta một bài học hôm nay. Hôm nay nhất định chúng ta phải tìm biết tại sao Chúa thăng thiên. Có lý do. Nếu không Chúa ở trên đất này, lâu lâu Chúa hiện đến các hội thánh cho vui cho mắt gì lên trời làm gì, đúng không? Bây giờ anh chị em tưởng tượng Chúa không thăng thiên, mình đang thờ phượng này, Chúa hiện lại đứng đây, anh chị em thấy không? Vỗ tay rầm rầm lên. Chắc chắn rằng rồi xong 3 giây sau Chúa lại hiện đến hội thánh kia, Chúa hiện ra chính giữa cái. Chúa đi lại cứ chủ nhật là Chúa hiện ra khắp nơi như thế. Cũng hay. Các bạn làm cho không khí hội thánh rất là tươi vui và ai cũng thích đi đến hội thánh hết. Vì đến Chúa hiện ra. Phải không? Nhưng mà không. Chúa nói rằng Chúa phải đi về. Chúa phải trở về. Chúa phải thăng thiên. Và có lý do. Anh em để ý câu trình thánh mình đọc vừa rồi. Môn đồ thờ lại Ngài, rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. Để ý câu đó.
giờ anh em chia tay một người thân yêu mà mừng không? Cái chuyện đó hơi lạ đúng không? Chia tay là phải khóc lóc sướt mướt nhớ nhung liên tiếp. Chứ tại sao ở đây là các môn đồ mừng? À, tại sao các môn đồ mừng? Tại sao họ chia tay với đấng quyền năng, đấng chữa lành, đấng giải phóng họ, đấng giúp họ, đấng sai phái họ, đấng đã từng đem cho họ đầy dẫy hy vọng, bây giờ họ chia tay mà bây giờ họ mừng? Chuyện này hơi lạ đúng không? Chuyện này hơi lạ. Nhưng mà Kinh Thánh điều họ sẽ giải thích như vậy. Họ mừng bởi vì họ đang trông đợi một lời hứa của Chúa. Họ mừng bởi vì ở trong câu 49 nói: còn về phần ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao. Họ mừng có một lý do. Lý do đó là Chúa Giêsu hứa cho họ những việc lớn hơn. Chúa Giêsu hứa cho họ những việc lợi ích hơn. Chúa Giêsu hứa cho họ những điều sâu nhiệm hơn khi mà Ngài đã thăng thiên về trời. Và điều đó được chép trong Giăng chương 16 câu 7 đến câu thứ 15. Giăng chương 16 câu 7 đến câu thứ 15 chép như thế này anh chị em. Chúng ta hãy chú ý đoạn Kinh Thánh này. Tôi đọc cho anh nghe. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, đây là lời Chúa Giêsu nói, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, đấng an ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Câu số 8: khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng Cha, và về các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Có phải vậy không? Chúa Giêsu nói Ngài đi là ích lợi cho chúng ta. Đó là một trong những lý do Ngài phải thăng thiên. Nếu Ngài không thăng thiên thì Đức Thánh Linh không giáng xuống. Ngài không thăng thiên thì ngày hôm nay chúng ta ngồi đây không cảm nhận được sự hiện diện một cách siêu nhiên vô hình của Ngài. Nếu Ngài không đến thì ngày hôm nay chúng ta không được thần của Ngài giáng xuống để khởi sự nói thuyết tiếng mới như anh em đã nói. Nếu Ngài không đi thì thần an ủi không đến. Và câu sau nữa anh em, câu số 8 anh em rất quan trọng phải không? Khi Ngài đến, Ngài khiến thế gian tự cao về tội lỗi. Nếu Chúa Thánh Linh không đến thì chúng ta không thể nào nói một điều gì được cho thế gian này về Chúa Giêsu. Bởi vì sao vậy em? Thế gian này là một tảng băng rất lạnh giá, bất cực, không có thể nào làm cho nó tan được. Thế gian này là một tảng đá cực kỳ lớn ở trên núi, không cách gì mà đụng nó ra được. Thế gian này đã bị đóng băng, đã bị làm cho cứng bởi tội lỗi, và Chúa của đời này là Satan. Tất cả những người thế gian mà chúng ta đã từng là một trong những người đó, đã từng sống trong tội lỗi, cứng lòng lầm lạc vào những cái điều truyền thống tôn giáo giả ngụy, lý thuyết khắp các kiểu, nó làm cho con người ta bị trói hàng ngàn sợi dây trói ở trong đó. Nó làm cho chúng ta giống như những người bị nhốt trong những cái củi và không bao giờ thấy ánh sáng. Anh chị em ơi, sức con người không thể nào làm cho thế giới này bừng tỉnh về tình trạng hư mất của nó. Không thể. Anh chị em thử đi. Thử bằng cái lý trí của mình, thử bằng cái sức của mình đi ra ngoài đường kia để thuyết phục một người rằng có Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu đã chết cho anh thử xem. Người ta đã nói cái gì mà điên điên khùng khùng, không hiểu đâu. Đúng không? Người ta sẽ nói mình nói những cái chuyện viển vông, những chuyện không thực tế. Nhưng anh chị em ơi, khi Đức Thánh Linh đến, khi thần của Đức Chúa Trời đến, thì Ngài là đấng làm tan băng lòng người. Ngài là đấng làm đập vỡ tất cả những hòn đá cứng cỏi trong lòng người. Ngài là đấng soi sáng tấm lòng người. Ngài là đấng duy nhất có thể khiến thế gian này bừng tỉnh khỏi cơn mơ của mình. Kinh Thánh chép, Ngài sẽ khiến thế gian tự cao về tội lỗi. Không có Chúa Thánh Linh
Nếu hỏi 1 tỷ người, 1 tỷ người đã sẽ nói tôi bình thường, tôi sống đạo đức lắm, tôi đã chửi bới tí chứ cũng chưa giết ai, phải không ạ? Tôi có bậy bạ chút chứ cũng chưa làm hại người nào, tôi tốt lắm. 1 tỷ người sẽ nói như thế, tôi rất là tốt, vì gì phải tin ai để sống, tôi tốt mà, tôi tốt hơn rất nhiều bao nhiêu người còn ở trong tù kia. Còn anh ở tù thì nó đúng, tôi ở tù là vì cái tội phạm chứ không phải tội giết người, tôi vẫn còn tốt, phải không ạ? Còn anh giết người thì nói là tôi giết bởi vì chuyện đó, chuyện công bình, nó làm những điều bậy bạ tôi phải giết nó. Tất cả mọi người trên thế gian này đều có lý do để nói mình là vô tội, luôn luôn có lý do. Nhưng anh chị em ạ, chỉ duy nhất Đức Thánh Linh chỉ cho con người là họ đang tội lỗi và bất cẩn, chỉ duy nhất Đức Thánh Linh khải thị cho tâm con người hiểu rằng ô mình đang ở trong sự hư mất. Chỉ có Đức Thánh Linh mới chỉ cho họ rằng lương tâm của anh đang có vấn đề. Chỉ có Đức Thánh Linh mới chỉ cho họ rằng cái nền tảng đạo đức của anh đang bị lung lay. Chỉ có Đức Thánh Linh mới chỉ cho cả mọi người biết rằng họ cần Đức Chúa Trời để sống, phải không chứ? Nếu không có Ngài, chúng ta thật sự vô vọng với thế giới này. Thế giới đã bị cầm tù bởi Satan, thế giới đã bị lừa dối bởi Satan, thế giới đã bị che mắt bởi Satan. Chưa hết đâu, nếu không có Đức Thánh Linh thì con người cũng không thể hiểu tại sao lại phải cầm đến Chúa Giêsu. Con người cũng không thể hiểu tại sao mà dòng huyết của Chúa Giêsu có thể rửa sạch tội lỗi họ và sinh hoạt là công chính. Không hiểu, lý trí con người không hiểu được điều đó. Lý trí con người cho cái sự chết của Chúa trên thập tự giá là ngu dại. Nhưng Đức Thánh Linh khi chạm đến trái tim con người thì tình yêu của Đức Chúa Trời chảy vào lòng họ. Nước mắt họ sẽ đổ ra và nói rằng Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, con biết ơn Ngài vì Ngài đã chết vì con. Có phải vậy không? Tại sao mình nói được không đó? Bởi vì Đức Thánh Linh, bởi vì thần lễ thật, bởi vì đấng an ủi đã đến. Và tại sao đấng an ủi đến? Đấng an ủi đến là bởi vì Chúa đã thăng thiên. Đó là câu hỏi thứ nhất, tại sao Chúa thăng thiên? Nếu ai hỏi anh chị em tại sao Chúa thăng thiên, anh chị em sẽ nói Chúa thăng thiên để Đức Thánh Linh đến. Chúa thăng thiên để thần của Đức Chúa Trời đến và cứu thế giới này. Chưa hết đâu, chúng ta đọc tiếp nha. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lễ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lễ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Đây là phần thứ hai của Đức Thánh Linh. Anh chị em ơi, nếu không có Đức Thánh Linh thì quyển Kinh Thánh này nó trở nên rất tối nghĩa đối với chúng ta. Nếu không có Đức Thánh Linh, chúng ta đọc Kinh Thánh này chúng ta sẽ chẳng hiểu nó nói cái gì và nội dung là nói về cái gì. Nếu không có Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ không bao giờ được Ngài soi sáng để chúng ta có thể biết những lời màu nhiệm bên trong. Những người chưa tin Chúa, những người chưa có Đức Thánh Linh mà đọc Kinh Thánh thì họ cho rằng đây là một quyển sách quá lộn xộn, không hiểu gì cả. Đây là một quyển sách quá là không logic, chẳng hiểu gì cả. Và đây là một quyển sách mà thật sự là nó quá cũ kỹ, không có giá trị gì. Những người nghiên cứu Kinh Thánh mà không có Đức Thánh Linh, họ sẽ đưa ra một kết luận rằng thôi tốt nhất đừng đọc quyển này, càng đọc càng thấy cái đầu mình nó mê muội chẳng biết gì cả. Càng đọc, nói hơi xin lỗi tí là họ nói tôi càng đọc tôi càng thấy mình ngu. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Những người không có Chúa, không có Thánh Linh, họ sẽ nói thôi tốt nhất là đừng đọc Kinh Thánh, vì càng đọc càng thấy mình ngu, chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì cả. Cho nên chị em ơi, Kinh Thánh chép rằng Đức Thánh Linh là thần lễ thật và lời Chúa là lễ thật. Nếu không có thần lễ thật, chúng ta không thể hiểu được lời Chúa, không thể, vì nó vượt quá
khả năng tự nhiên của con người, thưa chị, vượt qua. Và khi Đức Thánh Linh đến, Ngài không tự nói mình, không tự nói những điều về mình, nhưng Ngài lắng nghe nơi Cha, Ngài lắng nghe những gì về Chúa Giêsu và Ngài truyền bảo cho chúng ta. Ngài truyền bảo cho chúng ta những sự đã được giải thích, nhưng mà đồng thời Ngài cũng nói cho chúng ta những sự sẽ đến. Anh em thấy không ạ? Cho nên Đức Thánh Linh là chân thần rất quan trọng trong đời sống tín đồ. Không có Đức Thánh Linh thì tín đồ là những người mù lò. Không có Đức Thánh Linh thì tín đồ là những người dối gian. Không có Đức Thánh Linh thì tín đồ là những người yếu đuối. Không có Đức Thánh Linh thì tín đồ là những người lầm lạc. Cho nên tôi rất ngạc nhiên tại sao hôm nay có rất nhiều hội thánh không giảng gì về Đức Thánh Linh. Tôi rất ngạc nhiên tại sao ngày hôm nay họ cố gắng để trở nên thánh khiết mà không có Đức Thánh Linh. Tôi rất ngạc nhiên khi ngày hôm nay họ cố gắng trở nên thông tuệ, hiểu biết lời Ngài mà lại không nhờ cậy Đức Thánh Linh. Tôi không hiểu tại sao. Và tôi xin trả lời là điều đó là không thể. Không thể nếu không có Đức Thánh Linh. Chưa hết đâu chị. Và trong ngày lễ vũ tuần, nếu anh chị đọc công vụ sứ đồ đoạn 1, đoạn 2, anh chị thấy lời, cái sự kiện mà các môn đồ chờ đợi đang được ứng nghiệm xảy ra ở đâu? Họ có 120 người, họ đang đóng cửa lại để cầu nguyện, chờ điều Cha đã hứa, là điều mà Chúa Giêsu nói rằng trong ít ngày nữa các ngươi sẽ chịu báp têm bởi Đức Thánh Linh. Ta đi về nơi Cha, ta sẽ về nơi Cha và ta sẽ ban điều Cha đã hứa là Thánh Linh. Trong ít ngày nữa các ngươi sẽ nhận lãnh báp têm Đức Thánh Linh. Đó là điều Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc luôn. Nhưng mà tâm trí của các môn đồ lúc đó thì rất là u tối. Các môn đồ lúc đó hỏi Chúa ơi, có phải đây là lúc mà Chúa lập lại nhà nước Israel không? Ôi lạy Chúa, đến lúc này mà các môn đồ vẫn còn nghĩ rằng Chúa Giêsu là một nhà chính trị đại tài, là một ngôi xe thứ hai để giúp họ khôi phục lại nhà nước Israel. Họ chẳng hiểu gì cả. Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của họ. Chúa Giêsu chỉ nói rằng về phần ngươi, hãy đợi trong thành. Về phần ngươi, khi Đức Thánh Linh giáng lên thì hãy nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Đó là điều Chúa Giêsu nói khi Ngài, trước khi Ngài thành thiên. Và anh chẳng biết điều gì? Ngày lễ ngũ tuần đã đến. Họ đang nhóm lại như mình đang nhóm lại. Và thần linh gió thổi hào hào. Căn phòng đang đóng kín, gió ở đâu mà thổi? Gió từ trời, gió thiên nhiên, thiên thượng, gió siêu nhiên, không phải gió này, đã thổi đầy khắp nhà. Và anh chị em tưởng tượng cái cảnh trên đầu của mỗi người có ngọn lửa đang bay trên đó. Anh chị em thấy nó khủng khiếp không? Bây giờ thử tưởng tượng có ngọn lửa nào trên đầu của tụi mình, nó tắt tay rồi các bạn khè hết, không cháy xèo xèo, mùi khét lét ở đây. Nhưng mà ngọn lửa này không có đốt cháy một tóc, không đốt cháy tóc họ, nhưng đốt tấm lòng của họ. Amen chị. Ngọn lửa này ngọn lửa rất siêu nhiên, ngọn lửa rất đặc biệt, ngọn lửa rất khác thường, không đốt quần áo, không đốt tóc tai, không đốt da họ, mà đốt tấm lòng của họ. Wow, tôi rất thích ngọn lửa này. Hội thánh cần ngọn lửa này. Amen chị. 120 môn đồ tưởng chừng Chúa Giêsu thăng thiên là kết thúc mọi sự. 120 người đó tưởng rằng ôi những sự vinh quang mà chúng ta đã từng thấy trong 3 năm rưỡi về rồi chắc chắn đã chấm dứt rồi. Và thậm chí có 2 người đã bỏ về quê để chăm bò rồi. Công vụ sứ đồ thì thấy có 2 người bỏ về quê chăm bò. Và thôi giờ về quê chăm bò cho rồi chứ. Chúa với chết gì bây giờ nữa. Hả bà? Nhưng mà trên đường đi thì Chúa đã hiện ra cho họ và nói rằng trở lại đi, hãy đợi đi, chịu khó đi, kiên nhẫn đi. Và tôi biết chắc điều rằng hai con người đó có mặt trong 120 người kia. Amen chứ. Và lòng họ bị đốt cháy. Anh chị em ơi, chính ngày hôm đó Phi-rơ đã đứng lên giảng một bài giảng và 3.000 người trở lại với Chúa Giêsu. Tôi chưa thấy bài giảng nào vĩ đại như bài giảng đó. Và tiếp tục sao anh chị?
một con người đã từng trốn chạy, một con người đã từng phải lủi thủi đi sâu vô trong cái quảng trường mà nơi bắt Chúa, phải trốn Chúa, phải sợ hãi, thì chính người đó hôm nay đứng lên nói: quan ta không có, bác ta không có, nhưng những gì ta có ta cho người, hãy nhân danh Chúa Giêsu đứng dậy mà đi. Một người này đã đứng dậy mà đi. Amen. Cũng chính con người đó, một người đàn bà đã chết rồi, ông đến cầu nguyện và được sống lại, khiến cho cả thành trở lại với Chúa Giêsu. Anh chị em ơi, công việc Chúa bắt đầu tiếp tục, sự giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời bắt đầu tiếp tục với quyền năng phép lạ, với sự đủ quỷ chữa bệnh khắp mọi nơi, và tiếp tục với một quy mô lớn hơn, với một quy mô vĩ đại hơn, rộng khắp hơn so với thời Chúa Giêsu. Anh chị em ơi, Chúa Giêsu thăng thiên để có lễ buổi tối. Chúa Giêsu thăng thiên không phải để kết thúc công việc của Ngài, nhưng Chúa Giêsu thăng thiên để tiếp tục công việc của Ngài với một quy mô lớn hơn. Và Ngài đã tiếp tục cho đến tận ngày hôm nay, anh chị em thấy không ạ? Bằng chứng là chúng ta đang ngồi đây. Ngày hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục công việc của Ngài trong Đức Thánh Linh. Ai gặp Đức Thánh Linh là gặp Chúa Giêsu. Ai có Đức Thánh Linh là có Chúa Giêsu. Ai đầy dạy Thánh Linh là đầy dạy Chúa Giêsu. Ai trò chuyện với Thánh Linh là trò chuyện với Chúa Giêsu. Bởi vì Cô-rinh-tô 2 chương 3 câu 7 chép rằng: và Chúa là Thánh Linh. Thánh Linh ở đâu? Chúa ở đó. Thánh Linh ở đâu? Có sự tự do ở đó. Amen chứ? Cho nên nếu không có sự thăng thiên thì làm gì có lễ ngũ tuần? Nếu không có sự thăng thiên thì làm gì có 3.000 người tin Chúa, 5.000 người tin Chúa? Nếu không có thăng thiên thì làm gì người Jerusalem, người Juda, người Samaria đến cùng trái đất biết Chúa ngày hôm nay? Đó là lý do thứ nhất của sự thăng thiên. Cho nên tôi nói với anh chị, Đức Thánh Linh cực kỳ quan trọng. Đức Thánh Linh là linh hồn và sự sống cho hội thánh hôm nay. Không có Đức Thánh Linh, chúng ta là những người tôn giáo, mà cực kỳ tôn giáo luôn, chứ không phải chỉ tôn giáo không đâu. Tại sao tôi nói cực kỳ tôn giáo? Là bởi vì chúng ta chỉ có cái vỏ bề ngoài mà không có cái ruột bên trong. Chúng ta có cái áo nhưng mà không có cái con người để mặc chiếc áo đó. Chúng ta là những bộ xương viên đồng. Anh em tưởng tượng bộ xương mà nó mặc vest, đeo cặp lê, đeo kính đen rồi vô, thấy nó kỳ cục không? Nó là ma chứ có phải người đâu, phải không em? Nhưng mà tôi nói cho em, nếu chúng ta không có Thánh Linh, nếu hội thánh không có Thánh Linh, thì đó là những bộ xương viên đồng trong những bộ áo tôn giáo. Tôi không hiểu lý do tại sao người ta không giảng về Đức Thánh Linh, người ta không nói về Đức Thánh Linh, người ta không nhận bắt thêm vào Đức Thánh Linh, người ta không dùng quyền năng của Thánh Linh để chữa bệnh đủ quyền ngày hôm nay. Tôi không hiểu tại sao, nhưng có một lý do có thể giải thích được, là vì ma quỷ rất sợ điều đó, vì đó là yếu huyệt của nó, vì Đức Thánh Linh là quyền năng duy nhất để còn trói nó. Cho nên nó đã che mắt rất nhiều người, che mắt bao nhiêu thời đại để chúng ta gạt Đức Thánh Linh ra khỏi hội thánh của Ngài. Trong khi hội thánh là của Đức Thánh Linh, trong khi hội thánh đầu tiên là do Đức Thánh Linh khai sinh. Thế rồi chúng ta ngày hôm nay nói rằng: Đức Thánh Linh ơi, tôi chỉ nhắc đến ông một câu thôi. Đó là một câu trong công ở cái bài tin điều các sứ đồ, mà tôi tin Đức Thánh Linh hơn. Chẳng nói gì là phải nhé. Cho nên chúng ta không nên như thế, và hội thánh nhà muôn dân này sẽ không bao giờ là như thế. Hội thánh này là hội thánh tôn cao công việc của Chúa Thánh Linh. Hội thánh này là hội thánh nhờ quyền năng của Thánh Linh để đủ quyền chữa bệnh. Hội thánh này là hội thánh nhờ Thánh Linh để giảng phúc âm cho người ta. Hội thánh này là hội thánh nhờ Thánh Linh để thờ phượng Đức Chúa Trời. Hội thánh này là hội thánh nhờ Thánh Linh để sống đời sống thánh khiết cho Đức Chúa Trời. Hội thánh này là thánh nhờ Thánh Linh để chiến thắng thế gian này cho Đức Chúa Trời. Anh chị em dõi giúp tôi Ê-phê-sô chương 4 câu 10 đến câu 13. Và chương 4 câu 10 đến câu 13. Ê-phê-sô chương 4 câu 10 đến câu 13.
Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dậy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để cho các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thấy điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầng thức vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Amen. Amen. Lý do thứ hai, tại sao Chúa thăng thiên? Đó là Ngài phải thăng thiên để Ngài làm cho đầy dậy mọi sự. Chúng ta hãy suy ngẫm về đoạn kinh thánh này, và hãy suy ngẫm tiếp một hình ảnh tôi nói cho em. Điều gì xảy ra nếu mây nó không bay lên cao anh chị? Điều gì xảy ra mà anh chị đi cứ mây nó dưới đất này suốt ngày ăn sao mọi chuyện này? Chắc 5-7 năm nữa chúng ta không còn giọt nước nào để uống, đúng không? Hạn hán không có đâu. Đức Chúa Trời tạo ra mây phải bay lên trên để làm gì anh chị? Mưa mới xuống. Và khi mưa xuống thì mình thấy sao? Tuyệt vời, mát mẻ. Cây cối sao ạ? Sao không? Tôi đã từng trên những vùng núi tôi biết nó khô cằn như thế, nhưng mà chỉ sau một cơn mưa thôi, sáng hôm sau tôi nhìn thấy nó xanh ngát cả một cánh đồng. Mưa là hình ảnh của ban phước Đức Chúa Trời. Mưa là hình ảnh của sự ban cho từ trên cao của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Cho nên trong câu kinh thánh mà anh em vừa đọc, Chúa Giêsu nói Đấng đã lên cao để làm gì? Để làm cho đầy dậy mọi sự. Đầy dậy mọi sự. Anh em, Đấng lên cao để làm cho đầy dậy mọi sự. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, và nếu như Chúa Giêsu không thăng thiên, anh em ơi, chúng ta trở nên khô hạn và không có gì để nhận cả. Chúng ta như những cái cây đang chờ đợi cơn mưa mà không có mưa. Chúng ta như những con người thiếu thốn mà không có gì để nhận lại. Thật sự là thảm hại nếu chúng ta sống trong tình trạng đó. Thật sự là thảm hại nếu không có Chúa Giêsu thăng thiên, chúng ta sẽ trở thành như những con người của những tôn giáo khác nhau. Đến quỳ ở lại là chờ đợi mà không có gì cả. Phải không chị? Anh nhìn thấy không ạ? Cái cảnh trạng của những tôn giáo khác nhau. Họ quỳ lại những thần tượng, họ đến họ mong chờ, họ thức đêm thức hôm, họ đem những của lễ, ôi họ cúng gà cúng sôi, họ làm quá nhiều thứ, nhưng mà họ trở về với sự thất vọng, chẳng đôi gì cả. Anh chị em, Chúa Giêsu chúng ta không phải như thế, và niềm tin đức tin của chúng ta cũng không phải là một tôn giáo, nhưng chúng ta đang đứng trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Chúng ta đang có con Đức Chúa Trời trong lòng. Chúng ta đang có lời hứa của Ngài trong lòng. Chúng ta đang ở dưới phước hạnh và ân điển của Đức Chúa Trời. Và Ngài nói rằng Ngài lên cao để làm cho đầy dậy mọi sự. Đây là lời hứa mà chúng ta đang ở trong lòng. Tôi hỏi anh em, nếu trời mưa, cả cái thành phố này trời mưa, thì anh chị em chạy sang quận 12 có bị mưa, chạy sang Gò Vấp mưa, xuống quận 1 mưa. Nếu anh em đã có Chúa Giêsu thì anh em ở nhà cũng được phước, đến hội thánh cũng được phước, đi làm việc cũng được phước, chạy đi đâu cũng không khỏi được không được phước. Tóm lại anh em không thể nào không được phước, bởi vì cơn mưa của Đức Chúa Trời, bởi sự thăng thiên của Chúa Giêsu mà Ngài làm cho đầy dậy mọi sự. Lý do tại sao hôm nay trong hội thánh chúng ta có người giảng tin lành, có người giáo sư, có người tiên tri, có người chữa bệnh, có người đủ quỷ. Tại sao có người quản trị, có người làm ăn đầy dậy sự thịnh vượng? Tại sao chúng ta được khỏe mạnh? Tại làm sao? Nhiều khi chúng ta chắc ở nhà mình nằm mình tự hỏi, hồi sao Chúa con được phước chữa con biết, tại sao con được phước? Anh chị em sẽ thắc mắc như thế, cái đó. Tại sao công việc làm ăn của con được phước quá Chúa? Ôi tại sao con giảng tin lành được phước quá Chúa? Tại sao con đặt tay lên người ta được chữa lành Chúa? Tại sao không biết? Nhưng hôm nay anh chị em hãy biết đi, đó là vì Chúa.
Chúa Giêsu đã thăng thiên. Và Ngài ban phước đầy dạy mọi sự. Lý do là vì Ngài đã lên trên cao và Ngài đổ phước thiên của Ngài xuống. Để Ngài lập người này làm mục sư, Ngài lập người kia làm tiên tri, Ngài lập người nọ làm dân dân, Ngài lập người kia là người cứu giúp, là người khuyên bảo, là người quản trị, là người giúp đỡ, là người giảng tin lành. Và Ngài chiếu sáng phước lành của Ngài khắp thế giới này. Đó là lý do thứ hai mà Chúa Giêsu đã phải thăng thiên. Cho nên sự thật về việc Ngài thăng thiên quan trọng vô cùng. Nó là nền tảng để chúng ta nhận lại. Nó là nền tảng để chúng ta nhận lại. Nếu chúng ta không tin sự kiện Ngài thăng thiên thì cơ sở nào để chúng ta nhận lại những điều anh chị em vừa đọc? Cơ sở nào để cho các thánh đồ trở nên trọng vẹn? Cơ sở nào để các thánh đồ trở nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dáng của Đấng Christ? Cơ sở nào để cho chúng ta được đầy dạy mọi sự, mọi chức dịch, mọi ân tứ thực hiện trong đời sống chúng ta? Hoàn toàn không có. Và chúng ta sẽ không tìm thấy điều này của những con người thời cựu ước. Nhưng thời tân ước thì có. Phải không? Chúa ban đầy dạy hội thánh, Chúa ban phước đầy dạy hội thánh. Anh chị muốn phước gì có phước đó. Chúa không trân trọng một điều gì. Muốn thành công có thành công, muốn khỏe mạnh có khỏe mạnh, muốn bình an có bình an, muốn vui mừng có vui mừng, muốn quyền năng có quyền năng, muốn được chữa lành có được chữa lành, muốn được tự do đủ quyền có được tự do đủ quyền, muốn được gia đình hạnh phúc hòa thuận có được. Cho nên anh chị em hãy nhớ dùng cái từ đầy dạy mọi sự. Đấng đã lên trên các tầng trời để làm cho đầy dạy mọi sự. Đầy dạy mọi sự. Mọi sự là sao? Mọi sự có nghĩa là mọi nhu cầu. Đầy dạy có nghĩa là sao? Có nghĩa là không những có mà còn có tràn trề. Đó là lý do. Đó là lý do. Cho nên chị em ơi, còn một điều nữa, chúng ta phải biết về lý do tại sao Chúa thăng thiên. Chúng ta hãy mở ra trong Giăng đoạn 14. Tôi đọc trên nghe Giăng đoạn 14. Lòng các ngươi chớ hề bối rối. Để giờ được chưa? Lòng các ngươi chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Amen chị em. Em thấy rõ chưa? Bây giờ chị em nhớ lại câu kinh thánh đọc thuộc lòng buổi sáng nay đúng không? Hết thảy chúng ta đều sẽ gì ạ? Biến hóa xong rồi ở đâu? Tao bảo chị em biến hóa rồi ở đâu? Đây là ngày chung cuộc. Đây là ngày mà kinh thánh chép rằng là trời đất này bị thiêu rụi hết đó. Thế biến hóa rồi đâu? Không lẽ lơ lửng trên không khí đúng không? Ôi biến hóa rồi, bắt đầu bay lượn như chim, lơ lửng trên không khí. Muốn đậu cá cũng không được, mỏi cánh quá, hơi căng anh nha. Rất căng đấy, mỏi cánh lắm, không phải giỡn đâu. Rất mỏi đấy, con chim bay cũng phải có lúc đậu. Cho nên chị em ơi, hãy đọc con Khải Huyền. Chúa sống cho chúng ta cái gì chứ? Trời mới mà. Chúa Giêsu đang đi và Ngài sống cho chúng ta trời mới và đất mới. Đó là nơi ở đời đời của chúng ta. Đó là nơi mà anh em mình sẽ gặp nhau. Đó là nơi mà anh em mình sẽ thờ phượng Chúa. Đó là nơi mà không còn khóc lóc đau đớn nước mắt nữa. Đó là nơi mà chúng ta được an nghỉ đời đời trong Ngài. Có phải đó là niềm hy vọng của chúng ta không nhé? Ôi tôi giảng cái điều này cho tôi mơ điều đó tôi xảy ra tối nay. Sớm vô cùng. Phải nhé? Tôi tin tuyệt vời điều này. Tôi tin chắc với điều này. Một ngày nào đó Chúa Giêsu trở lại đón chúng ta. Lúc tiếng kèn chót sẽ thổi. Nếu Ngài đến trong thời đại chúng ta thì hết thảy chúng ta sẽ được nhấc lên không trung và biến hóa để được đồng trị, đồng sống với Ngài. Cuộc đời trên đất này ngắn lắm anh chị, 60-70 năm. Nó là quan trọng cho chúng ta. Và Kinh Thánh chép rằng chúng ta là lữ hành trên đất.
Chúng ta chỉ đi qua cuộc đời này thôi. Cho nên đừng bao giờ lấy quán trọ làm nhà. Quán trọ là chỉ nơi chúng ta nghỉ một đêm 50 phút, vài mươi phút rồi đi thôi. Ví dụ như tôi đi miền Tây đi, thỉnh thoảng tôi ghé 15 phút vô cà phê bỏng để đun đưa tí xíu, nhưng đừng cà phê bỏng suốt đời đó, căng lắm. Chúng ta có mục đích để đi, chúng ta có chỗ để đến. Amen chứ. Thiên đàng là đích của chúng ta. Amen. Đó là nơi chúng ta tiến lên, đó là nơi chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời của chúng ta. Đừng để cho những cà phê bỏng ở thế gian này nếu chúng ta. Đừng bao giờ ngủ say ở đó, đừng bao giờ mê mệt ở đó, đừng bao giờ chúng ta bị níu chân ở đó. Mà đến nỗi Chúa Giêsu đến và thổi tiếng kèn rồi mà mình vẫn rơ chẳng cứ nói gì cả. Hơi cả. Rồi kèn thổi rồi mà mình vẫn như thế này, hai tay hai chân đầu cổ vẫn còn y nguyên. Rồi xong rồi, cái đó là hơi xong rồi. Còn chừng cho chúng ta bị bỏ lại phán chết. Chúa nói hãy đứng lên, vì ta sẽ đến như kẻ trộm trong đêm khuya. Các ngươi sẽ không biết giờ nào ta đến. Vậy hãy tỉnh thức, vậy hãy tỉnh thức, vậy hãy tỉnh. Anh chị em ơi, lý do mà Chúa thành thiên cực kỳ quan trọng. Chúa thành thiên để cho Ngài tiếp tục công việc truyền bá nước Đức Chúa Trời của Ngài một quy mô lớn hơn, một quy mô rộng hơn, một quy mô quyền năng hơn trong Đức Thánh Linh. Anh chị em, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai mà Chúa thăng thiên là để cho Ngài đổ đầy mọi ân điển lớn lao xuống trên con cái của Ngài, để cho chúng ta ai nấy đều ngập chìm đến tận đây những ân tứ quyền năng phép lạ và mọi ơn phước thiên liêng, để cho chúng ta sống một đời sống mà không thiếu thốn bất cứ một điều gì, để cho chúng ta có thể nói tôi làm được mọi sự nhờ đấng thêm sức cho tôi, để cho chúng ta có thể nói rằng trong Đức Chúa Trời tôi có thể làm được điều Chúa Giêsu làm mà còn làm lớn hơn nữa, như trong Giăng đoạn 12 này. Đó là lý do Ngài thăng thiên. Ngài thăng thiên để Đức Thánh Linh đổ xuống, Ngài thăng thiên để thần nảy thần đến, Ngài thăng thiên để cho Đức Thánh Linh làm công tác của Chúa Giêsu qua các thánh đồ của Ngài. Anh chị em ạ, sức chúng ta, trí tuệ chúng ta, tài năng của chúng ta, nó chỉ là hạt bụi trong thế gian này, không có nghĩa lý gì đâu. Nhưng chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể bẻ gãy những quyền lực của Satan trong thế giới này, để khiến cho họ biết, để loài người phải mở mắt ra, để cho loài người phải rung động trước quyền năng của sự cứu chuộc này, để cho người ta phải chảy những giọt nước mắt từ sâu thẳm trong tâm hồn và nói rằng lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã cứu con. Cái đó chỉ có Đức Thánh Linh làm, cái đó chỉ có Đức Chúa Trời làm, còn con người không thể làm được. Tiếp theo, Ngài thăng thiên là để Ngài đi và sắm cho chúng ta một chỗ ở mới. Ngài đi để chuẩn bị thiên đàng vĩnh cửu cho chúng ta, Ngài đi để chuẩn bị trời mới đất mới cho chúng ta, Ngài đi để cho chúng ta có được một nơi ở đời đời và một hy vọng sống đời đời. Amen. Đó là lý do tại sao Chúa thăng thiên. Hy vọng rằng qua cái lời chia sẻ của sáng nay, anh chị em mình học được một chân lý về sự thăng thiên của Chúa và tầm quan trọng của việc Chúa thăng thiên, để cho chúng ta không đọc Kinh Thánh và nghĩ rằng của Kinh Thánh chép cái chuyện Chúa thăng thiên là thừa, chép chi vậy, thôi kết thúc ngay cái chỗ đó cho nó còn cái gì đó nó hấp dẫn, chép chi thăng thiên chi vậy, đúng không? Nhưng không, Kinh Thánh chép bởi vì dựa vào sự thăng thiên mà chúng ta có tất cả mọi điều mà mình có ở đây. Nếu Chúa Giêsu không thăng thiên, chưa chắc chúng ta đã gặp nhau ở đây, chưa chắc hội thánh của Ngài đã mọc lên, chưa chắc những điều giống kỳ phép lạ đã mọc lên, và chưa chắc thế giới này đã biết Chúa Giêsu là ai. Ngài nhất định phải thăng thiên. Amen chị em. Chúng ta sẵn sàng cầu nguyện chưa? Mình cầu nguyện điều gì? Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta được nếm trải liên tục lại mỗi tuần sau sự kiện Chúa thăng thiên. Và tôi khích lệ tất cả anh chị em đang ngồi đây là những người đã tin Chúa nhưng mà chưa nếm trải lại mỗi tuần, có nghĩa là chưa nếm trải sự giáng xuống của Đức Thánh Linh trong đời sống mình.
thì hôm nay hãy nhận lấy. Chúa Giêsu nói rằng ta là đấng làm bắp tem bằng Thánh Linh cho các người. Chỉ có sự bắp tem trong Đức Thánh Linh mới đưa anh chị em vào cuộc sống đầy trọn với Chúa Giêsu. Đó là lý do mà Ngài phải thân thiên về bên Thiên Chúa Cha. Cho nên nếu chúng ta không nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, sự bắp tem của Đức Thánh Linh, là chúng ta đã bỏ qua sự kiện Chúa Giêsu đã thân thiện. Vì Ngài nói rằng ta đi là ích lợi cho các bạn. Cho nên cha mời hãy cầu nguyện giờ này. Hãy cầu nguyện giờ này và nói rằng Chúa Thánh Linh, hãy thật yêu con, hãy đầy dạy tâm hồn con. Con cần sự đầy dạy của Ngài, con cần sự thật yêu của Ngài, con cần sự khích lệ của Ngài, con cần sự lửa của Ngũ Tuần lại một lần nữa hành động trong tâm lòng con. Con cần ngọn lửa đó đắp đầu trên đầu con để đốt cháy trái tim con. Cầu nguyện chị, hãy hướng về Ngài, hãy nói với Ngài: Chúa sẵn sàng, Chúa đang ở đây, Chúa sẽ làm thành điều mà Ngài hứa. Ngày lễ Ngũ Tuần vẫn cứ tiếp tục trong hội thánh của Ngài. Hội thánh của Ngài không thể thiếu lửa Ngũ Tuần được. Hội thánh của Ngài phải có ngọn lửa đang cháy lửa. Cháy luôn, cháy luôn, cháy luôn. Thật là được, tôi anh em mình cùng đứng lên, cùng đứng dậy một chút xíu rồi anh. Hãy đứng dậy trước này. Hãy đứng dậy trước này. Và anh em ơi, tôi muốn hôm nay Chúa Thánh Linh thăm viếng ngoài thánh này. Thăm viếng bằng lửa Ngũ Tuần của Ngài. Thăm viếng bằng một ngọn lửa đốt cháy tâm hồn sốt sắng của anh em. Làm cho lòng anh em sốt sắng về nước của Đức Chúa Trời. Làm cho lòng anh em không thể ngủ được vì nước của Đức Chúa Trời. Làm cho lòng anh em rung động vì nước của Đức Chúa Trời. Làm cho lòng của anh em thổn thức vì nước của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, anh em hãy cầu. Hãy nói chơi, hãy đến trên con. Hãy đến trên con bằng quyền năng của Thánh Linh. Quyền năng của Thánh Linh. Để con kinh nghiệm được quyền năng đó cho anh. Con kinh nghiệm được nó cho anh. Con phải kinh nghiệm nó cho anh. Chúa, con đứng đây để cầu nguyện cho hội thánh của này. Thánh Linh yêu dấu, con tin rằng Chúa Thánh Linh đang ở đây. Cha ơi, hãy tuôn đổ Thánh Linh của Ngài xuống trên hội thánh này. Tuôn đổ lại Chúa, tuôn đổ Thánh Linh Ngài trên hội thánh Ngài này. Hãy làm đây dạy hội thánh Ngài, Thánh Linh Ngài này. Đầy đi Chúa, đổ đầy. Hãy thăm viếng những linh hồn đang đứng tại đây Chúa. Hãy thăm viếng họ Chúa. Hãy chạm họ cho đây Chúa. Chạm nữa Chúa. Đó, 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 đó Chúa, đó Chúa, đó Chúa, đó Chúa. Lớp của Ngũ Tuần hãy đổ xuống hồi thánh Ngài lại Chúa. Lớp của Ngũ Tuần hãy đốt cháy những tâm lòng của chúng ta lại Chúa. Chạm dân sự của Ngài Chúa. Hãy đổ đầy dân sự của Ngài Chúa. Con cầu nguyện. Chạm nữa. Đó, 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 đó và từng người Chúa. Từng người một đang đứng ở đây Chúa. Con cầu nguyện. Cha ơi, hãy đến với họ giờ này. Hãy đến cho nên em con giờ này. Nguyện những tấm lòng của em con nóng cháy cho vương quốc của Ngài. Nguyện tấm lòng của em con nóng cháy cho thiên đàng của Ngài. Nóng cháy cho lễ thọ và lời của Ngài. Nóng cháy cho chân của Ngài. Hãy rực lửa của Thánh Linh. Hãy rực lửa của Thánh Linh. Hãy rực lửa của Thánh Linh. Hãy đụng chạm trong tấm lòng của em con. Cha ơi, hãy chạm giờ này. Chạm nửa 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 giờ này. Chúa, hãy thăm viếng anh em con. Hãy thăm viếng anh em con. Thăm viếng anh em con. Chúa ơi, có phải Ngài nói rằng hỡi những kẻ nào khác hãy đến cùng ta là buồn. Kẻ nào tin ta thì sông nước thần sống sẽ chảy trong lòng mình. Ngài nói điều đó để chỉ về Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Chúa ơi, căn cứ theo lời hứa của Ngài, Thánh Linh ơi, hãy tôn đổ cho những tâm hồn khát khao giờ này. Đây là người khát khao, Chúa biết người đó. Hãy đổ xuống họ, 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 hãy đổ xuống họ. Tôn chạy, tôn chạy, tôn chạy, tôn chạy. Vì ngay là linh của sự chữa lành, linh của sự giải phóng, linh của sự bình an, linh
Chúa, chăm nơi Chúa, chăm nơi Chúa, chăm nơi Chúa, tâm ngôi một Chúa, con cầu nguyện cho này, ô để thâu ngày tuôn chảy cho mọi thánh ngày, 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 nơi Chúa, tuôn chảy cho mọi thánh ngày, tuôn chảy cho mọi thánh ngày, nơi Chúa, con cảm ơn ngài. Để những âm tấn của ngài xuất hiện trong hội thánh này, con nói rằng hội thánh này là hội thánh cách đây dạy những mục sư, đây dạy những người giảng tin lành, đây dạy những giáo sư, đây dạy những sứ đồ, đây dạy những tiên tri. Cảm ơn ngài, hãy ban cho chúng con âm tấn, hãy ban cho chúng con âm tấn, hãy đổ đầy âm tấn, hãy tràn đầy âm tấn, hãy tràn đầy âm tấn con đời khen ngài, Chúa. Hãy làm giờ đây con lớn lên, lớn lên, lớn lên và trưởng thành. Giờ đây con cầu nguyện hội thánh linh, hội thánh Chúa sẽ lớn lên và trưởng thành. Hội thánh Chúa là những người trưởng thành, hội thánh Chúa là những người phục vụ Chúa, là những người để ảnh hưởng người khác, là những người biến đổi thế gian này. Ô cha, con cầu nguyện vì ngài làm điều đó, ngài sẽ thực hiện điều đó, ngài hoàn thành điều đó, ngài khiến cho anh em con có thêm những người trưởng thành, là những người nhận biết ngài. Hallelujah. Thánh Linh ơi, hãy bắt đầu làm trong lòng anh em con, chạm trong trái tim anh em con, chạm trong tâm lòng anh em con, khai phóng ân tứ vào lòng anh em con, khai phóng những ân tứ vào lòng anh em con, khai phóng những ân tứ vào lòng anh em con, chạm Chúa, chạm nữa, nữa Chúa, nữa Chúa, nữa Chúa, nữa Chúa, con nhân danh Giêsu và cầu nguyện, con nhân danh Chúa Giêsu và cầu nguyện, để ơn điển của ngài đầy dạy trên hội thánh này, anh em con sẽ tràn trề những phước hạnh. Anh em con trở thành người thành công, những con người thành công trong mọi năm, thành công trong kinh doanh, thành công trong gia đình, thành công trong xã hội, thành công trong hội thánh, thành công trong tất cả việc anh em con làm. Oh, hallelujah. Cha ơi, Chúa, hãy mưa ân điển của ngài, hãy mưa ân phúc của ngài. Mưa xuống. Ông nói rằng Chúa mưa xuống giờ này, mưa xuống giờ này, mưa xuống giờ này, mưa xuống giờ này, mưa xuống giờ này trên anh em con. Hallelujah, 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 hallelujah. Lạy Chúa, con cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Tất cả chúng con đều được nhận là ân phúc của ngài. Và con nói với Chúa rằng, Chúa ơi, thật là yêu kỳ. Vì ngài ban cho chúng con ân điển diệu kỳ, thật là diệu kỳ. Vì ngài đi để sắm cho chúng con một chỗ ở, ngài đi để chuẩn bị trời mới đất mới cho chúng con, ngài đi để trở lại đón chúng con về với ngài. Cảm ơn ngài. Cha ơi, con cầu nguyện, Chúa ơi, hãy gieo điều này vào lòng anh em con, để cho sự sống là sống với niềm hy vọng trong tương lai, sống với cõi đời đời, sống với thiên đàng, sống với những giá trị trên cao. Lạy Chúa, để cho những điều thấp hèn dưới đất này không níu chân chúng con, không thể níu chân chúng con. Những mê đắm đời này, những giàu sang phú quý, những điều áp lực đời này, trong chết Chúa Giêsu không có chỗ trong đời sống chúng con, không có chỗ trong đời sống hội thánh Chúa. Trong danh Giêsu Christ quyền này, ta nói mày sao anh? Tất cả những sợi dây của mày, tất cả những sự ràng buộc của mày, tất cả những điều áp lực của mày bị bể cái giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ. Hãy rời khỏi hội thánh của Chúa. Hãy lướt qua hội thánh của Chúa. Hãy lướt qua hội thánh của Chúa. Oh, hallelujah. Những áp lực trong lòng tâm, oh, những áp lực trong bệnh tật, những áp lực trong sức khỏe, những áp lực trong tài chính, những áp lực trong gia đình, trong chân của Giêsu. Hãy lên đến trong chân Giêsu cái người này. Hãy ra đi, Chúa. Hãy làm cho lòng anh em con tràn đầy niềm hy vọng giờ này. Tràn đầy niềm hy vọng giờ này. Tràn đầy hy vọng giờ này. Cảm ơn ngài, 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 cảm ơn ngài. Hallelujah, hallelujah. Anh em hãy cảm ơn Chúa, hãy cảm ơn Chúa vì mình là người đầy dạy lòng sống sống là Chúa. Cảm ơn Chúa, hãy cảm ơn Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn ngài vì ngài đã ban lòng ban thánh linh ngài cho anh em mình. Hãy cảm ơn ngài, đó là điều quý nhất của cõi vũ trụ này, đó là lý do mà ngài thăng thiên.
để ban thánh linh cho anh em mình. Hãy cảm ơn Ngài điều đó. Hãy mời Thiên Ngài. Và lý do nữa là anh em có đầy đủ ơn phúc thiên liêng của Chúa. Hãy cảm ơn Chúa. Và đó cũng là lý do mà Ngài thăng thiên với anh em. Hãy cảm ơn Ngài. Vì ân điển Ngài quá nhiều kể. Ô, anh em không phải là sống trong sự vô vọng, nhưng anh em đang sống cho thế giới tương lai. Anh em đang sống cho trời mới đất mới. Đó là lý do chúng ta cảm ơn Ngài vì Ngài chuẩn bị cho chúng ta những điều tốt đẹp trong tương lai. Và người thấy rằng người kia không bao giờ có, họ sẽ luôn mất đời đời, nhưng anh em mình sẽ sống đời đời. Đó là lý do. Oh hallelujah. Cha ơi, mọi vinh hiển thuộc về Ngài. Hội thánh của Chúa quá được phước. Hội thánh của Chúa tràn trề tình yêu của Ngài. Hội thánh của Chúa được Ngài săn sóc rất nhiều nghề. Hội thánh của Chúa tràn đầy sức mạnh của Ngài. Cảm ơn Ngài là Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Và tất cả anh em con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mọi người mình ngồi trong sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Tôi tin rằng sau khi mình cầu nguyện với lời của Chúa thì anh em được khích lệ. Amen. Amen. Được khích lệ. Và đó chính là điều Chúa mong đợi. Vì linh của chúng ta cần phải trỗi dậy để kết nối với Đức Chúa Trời. Nó không thể ngủ quên được. Thế gian này có rất nhiều điều khiến nó ngủ quên. Nhưng mà Chúa Thánh Linh luôn muốn linh của mình tỉnh thức, luôn luôn trỗi dậy được đầy hy vọng của đức tin để kết nối với Chúa. Vì Ngài là nguồn sống của chúng ta. Amen. Chúng ta mà cắt đứt với nguồn sống là chúng ta rầu rĩ buồn đầu này, đau khổ lên. Cho nên hãy nhớ nha anh chị em, khi nào mà lòng anh chị em cảm thấy buồn rầu lo lắng buồn bã là anh chị em phải biết rằng mình ngắt kết nối với Đức Chúa Trời. Giống như bóng điện không có đút vào bóng cái ổ cắm sáng chập chờn, bệnh tật đau nhức đau thương. Cho nên anh chị em mình phải liên tục nhờ lời của Đức Chúa Trời khích lệ, khiến cho tâm linh trỗi dậy luôn luôn, kết nối ngay luôn luôn, cầu nguyện luôn luôn, công bố những sự đắc thắng luôn luôn. Amen chứ. Đó là cách chúng ta đắc thắng thế giới. Và ma quỷ sẽ không bao giờ động đến dù chút nào trong đời sống của chúng ta. Amen. 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 Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Thật là cảm ơn Ngài. Và cuộc sống của chúng ta nó có rất nhiều điều ràng buộc. Anh em mình phải nhớ ràng buộc là bởi vì Chúa của đời này không bao giờ muốn cho anh em được tự do hoàn toàn. Nó là một kẻ thù bị đánh bại, nhưng nó luôn luôn cố gắng để giữ con người trong sự kiểm soát của nó. Vì con người là tài sản của nó, nhưng đã được Chúa Giêsu mua lại, chuộc lại, lấy đi tất cả tài sản của nó. Đó là linh hồn người ta. Cho nên nó rất là đúng đắn. Và anh chị em hãy nhớ rằng, như bài giảng trước tôi nói, luôn luôn có một thế lực, đó là ma quỷ. Dù mắt thường anh chị em không thấy, nhưng nó đang tìm cách để thâm nhập vào trong đời sống của anh chị em bằng mọi giá và mọi lĩnh vực. Chú dạy hãy tỉnh thức, vì kẻ thù của anh chị em như sư tử rống đi rình mò xung quanh anh em, xem có người nào nuốt được, đặt nó nuốt. Người nào nuốt được? Người nào là người nào nuốt được? Người nào nuốt được là người không tỉnh thức, là người mà để cho linh hồn mình suy ngẫm tiêu cực, là người mà cho phép mắt mình nhìn những điều không đáng nhìn, người mà cho phép tai mình nghe những điều không đáng nghe, người mà cho phép tội lỗi có chỗ trong linh hồn mình. Đó là người mà Satan có thể nuốt được. Nó chỉ nuốt thức ăn của nó thôi. Cho nên nuốt một nửa là nó phóng lửa lên. Phải nhé. Thức ăn nó là gì? Là xác thịt. Anh chị em có nhớ câu chuyện trong Sáng Thế Ký không? Con rắn nó phải bò vòng và ăn cái gì? Ăn bụi đất. Đó là hình ảnh mà Chúa Giêsu tỏ cho mình hiểu. Con rắn là hình ảnh của Satan. Cái thân thể anh em đừng nặng lên từ cái gì? Bụi đất. Nó sẽ ăn những việc làm xác thịt. Nó sẽ ăn những sự ganh gỗ, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, buồn rầu, tranh cạnh, chửi bới, không yêu thương, không tha thứ, nào những thứ đó. Gian dâm, ô uế, tham lam, nào những thứ đó. Bất kính, phản loạn cha mẹ, lười biếng, mê đắm,
tình dục lộn lung bậy bạ nào như thế nào. Cho nên Satan nó đang đi tìm khắp thế giới này, nó kiếm đồ ăn. Vì nếu nó không ăn nó đói nó chết. Nó phải kiếm và nó xúi dục con người ta phải làm những chuyện đó. Cho nên anh em mình là người đã thoát khỏi những cái điều tối tăm đó thì anh chị phải tỉnh thức cuộc sống của mình. Phải tỉnh thức nhanh chị. Mỗi ngày mình phải cầu nguyện để bẻ gãy những quyền lực nào đang cố gắng thâm nhập vào đời sống mình qua cái ngũ quan của mình, tai, mắt, miệng, suy nghĩ, cảm nhận của người mình. Phải bẻ gãy nó. Đó là điều mà chúng ta phải làm thường xuyên mỗi ngày. Để làm gì? Để Đức Thánh Linh có cơ hội đến thăm viếng anh chị em và tuôn chảy vào đời sống anh chị em sự sống của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Chúa mong đợi của thầy. Đức Thánh Linh đến để giúp đỡ anh chị em được sống tự do. Đức Thánh Linh đến để khiến cho lòng anh chị em cảm thấy sao được có một cái sự khải thị về cái thế giới xung quanh mình đang sống. Lòng anh chị em sẽ mở ra và nhìn thấy thế giới này không như bình thường nữa, mà nó là một thế giới linh. Cực kỳ là nhiều điều đang xảy ra xung quanh chúng ta mặc dù chúng ta không nhìn thấy lắng nghe này. Anh chị hãy chú ý điều đó nha. Cho cuộc sống mình nhớ hãy cầu nguyện cho gia đình mình, con cái mình, công ăn chuyện làm mình, sức khỏe của mình, mọi mối quan hệ của mình, sự phục vụ Chúa của mình và tất mọi thứ gì mà phước lành của Ngài đem đến cho đời sống mình. Hãy cầu nguyện cho nó. Amen nha. Đó là điều mà tôi muốn căn dặn thêm cho anh chúng và bây giờ anh chị mình hôm nay có tiếp tục không? Ai là người sẽ lên tiếp tục cầu nguyện nào? Và hội thánh tôi muốn kết nối cùng với anh em mình hãy cầu nguyện. Chúng ta dành 15 phút cho cái sự cầu nguyện tập thể. Chúng ta có thể cầu nguyện cho hội thánh, cho quốc gia, cho gia đình, có nhiều cái điều mà mình đang cần. Và mình đi đọc một câu kinh thánh lên và tất cả anh chị em mình đồng lòng cầu nguyện với người hướng dẫn. Amen nhé. Đồng lòng cầu nguyện. Vì tôi nói với anh em rằng Chúa muốn hội thánh Ngài là hội thánh cầu nguyện. Anh chị em đến đây và Chúa muốn thấy anh chị em là người cầu nguyện. Vì sao vậy? Vì Chúa muốn rèn luyện cho anh em trở thành người cầu nguyện chứ không phải người luôn luôn đi nhờ người khác cầu nguyện. Cho các em với tôi điều đó. Anh chị em cầu nguyện mà về nhà anh chị em hội thánh mình đạp đầu nó, cột lối nó, có gì về nhà mình sợ nó, đạp luôn. Sợ anh rất sợ người cầu nguyện. Cho nên Chúa muốn rèn luyện anh chị em ở hội thánh là người cầu nguyện sâu sắc. Khi chúng ta giờ 15 phút cầu nguyện chung, tôi muốn nha, hết lòng mở mọi miệng mình ra cầu nguyện trong danh của Giêsu, đập đổ cột đói, chúc phúc và làm tất cả mọi điều. Và anh chị em biết điều gì không? Linh anh chị em bắt đầu trỗi dậy. Linh anh chị em không còn ngủ quên, linh anh chị em không còn yếu đuối được, nó trỗi dậy trong sự cầu nguyện bởi quyền năng. Amen. Hãy cầu nguyện cùng nhau. Amen. Amen. Cầu nguyện cùng nhau. Chị em dạ. Amen. Hallelujah. Xin mời mọi người mở với tôi kinh thánh trong Mắc đoạn 14 câu 38, câu 37, 38. Khi ở vườn Gethsemane, Chúa bị bắt, Chúa nói với các môn đồ là hãy cầu nguyện và cùng với ta. Và Ngài nói như thế này: ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Xin mời hết thảy các ông cô chú anh chị em chúng ta cùng nhau đứng lên, đứng lên và đọc cùng nhau to câu này ạ. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Thưa ông bà anh chị em, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Bởi cớ chúng ta không nhận lại được điều của Chúa ban cho chúng ta, vì cớ chúng ta không cầu nguyện. Và ngay giờ phút này hãy cầu nguyện và xin Chúa linh của sự cầu nguyện hãy trỗi dậy trong tấm lòng của chúng con, để chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện cho gia đình của mình, cầu nguyện cho sự nghiệp của chúng con, cầu nguyện cho sự phục vụ Chúa của chúng con, cầu nguyện cho đất nước quê hương Việt Nam của chúng con. Và trước tiên khởi sự của đầu việc đó, xin linh của sự cầu nguyện hãy trỗi dậy trong tấm lòng của chúng con. Hallelujah, hallelujah, Chúa ơi, hallelujah. Nguyện bây giờ này trong danh quyền năng của Chúa Giêsu, chúng con cầu xin linh của sự cầu nguyện hãy trỗi dậy trong tấm lòng của chúng con. Và amen không ạ? Và amen không ạ? Hallelujah. Chúng con cầu nguyện để linh cầu nguyện trỗi dậy trong tấm lòng của chúng con. Chúng con không ngủ, Chúa ơi, chúng con không ngủ và chúng con sẽ tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng con sẽ cầu nguyện, xin hãy cầu nguyện, xin hãy cầu nguyện để linh cầu nguyện trỗi dậy trong chúng con, trỗi dậy trong chúng con. Tâm thần thì muốn lắm và xác thịt thì yếu đuối. Cho chúng con cầu nguyện.
Hallelujah. Giờ này lời của Chúa nói này. Anh em chớ làm buồn lòng Đức Thánh Linh, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, rêu rê mắng nhiếc. Giờ này hội thánh này tôi muốn tất cả ông bà anh chị em, chúng ta hãy thành thật tấm lòng của mình. Hãy mở lòng ra với Chúa, và ai có bất cứ điều gì hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin hãy giúp con cắt bỏ ra khỏi con nhiều hơn. Xin hãy bày tỏ tấm lòng mình ra với Chúa. Chúa muốn điều đó ngay giờ phút này. Hãy bày tỏ tấm lòng của mình ra với Chúa. Còn bất cứ những khúc mắc nào, còn bất cứ những sự buồn giận nào, tổn thương nào, tất cả những điều gì ở trong tấm lòng, tất cả mọi điều gì hãy bày tỏ ra với Chúa. Hãy nói ra với Chúa và xin ngày nãy Chúa, xin hãy cắt bỏ con nhiều hơn và xin thêm cho con Chúa nhiều hơn. Chúa ơi, xin hãy cắt bỏ ra khỏi tấm lòng của chúng con những sự cay đắng, buồn giận, tất bực, không tha thứ và cùng những điều hung ác. Lạy Chúa, xin hãy thanh tẩy tấm lòng của chúng con với huyết máu của Ngài. Xin hãy thương Chúa điều đó. Hãy lớn tiếng cầu nguyện lên, hãy lớn tiếng cầu nguyện lên. Và trong danh của Chúa Giêsu, Chúa ơi, chúng con cầu nguyện với Ngài. Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con, xin cắt bỏ chúng con nhiều hơn, Chúa Thánh Linh ạ. Và xin hãy thêm cho chúng con Chúa nhiều hơn. Chúa ơi, xin hãy cắt bỏ ra khỏi chúng con những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu lên mắng nhiếc. Chúa ơi, cùng những điều hung ác không đẹp lòng Ngài. Xin hãy đổ đầy vào trong tấm lòng của chúng con tình yêu thương của Ngài, sự vâng phục Ngài, sự tha thứ, tình yêu thương Chúa ơi, và sự khiêm nhường của Ngài. Xin Chúa xin kính sợ Ngài, đức tin nơi Ngài. Chúa xin hãy cắt bỏ chúng con nhiều hơn và xin thay cho chúng con Chúa nhiều hơn. Hãy cầu nguyện điều đó ông bà chị, hãy cầu nguyện điều đó với Chúa. Hãy Chúa Thánh Linh xin hãy giúp con. Ngài chính là đấng được Chúa Giêsu sai đến để giúp chúng con. Xin hãy giúp chúng con làm điều đó, giúp chúng con làm điều đó ngay bây giờ. Giúp chúng con mở tấm lòng ra ngay bây giờ và mỗi ngày trong đời sống của chúng con cũng mở tấm lòng ra, mở tấm lòng ra với Ngài Chúa. Xin hãy giúp chúng con bày tấm lòng mình ra và thành thật với Ngài. Lạy Chúa, trong danh của Chúa Giêsu, xin hãy giúp đỡ dân sự của Ngài. Chúa ơi, trong danh của Chúa Giêsu, xin hãy giúp đỡ Chúa. Trong danh của Chúa Giêsu, bằng uy quyền của Chúa Giêsu, ban cho chúng con hội thánh của Ngài, ban cho mỗi người con dân của Chúa. Ai tin Ngài thì lấy danh Ngài làm chủ. Satan là kẻ muốn kết nối, muốn cầm tất cả những thủ đoạn của nó, tất cả mọi sợi dây của nó để kết nối vào tai, vào mắt, vào miệng, vào tấm lòng, vào tâm trí của con cái của Chúa. Giờ này trong danh của Chúa Giêsu, chúng ta hãy cột phá mọi cái đó. Uy quyền của danh Chúa Giêsu, hãy phân rẽ nó ra, hãy phân rẽ tất cả những điều gì thuộc về quỷ Satan, hãy phân rẽ nó ra trong danh của Chúa Giêsu. Quỷ Satan tất cả những điều gì mà mày đã dùng để kết nối với lỗ tai, mắt, miệng, tâm trí và tấm lòng của chúng ta, giờ này chúng ta trong danh của Chúa Giêsu, chúng ta phân rẽ ra. Nhờ sức của chúng con, nhờ sức toàn năng của Ngài, nhờ ân điển của Ngài để làm cho, từ đức thánh linh của Ngài để
giúp đỡ chúng ta. Sự nghiệp, tương lai, sức khỏe, tất cả những điều đó là sản nghiệp mà chúng ta cho bạn chị được giấu. Nếu có cái sự gì trái với những điều mà chúng ta, trái với những điều mà Chúa chúc phước cho bạn chị được giấu, đó là những cây gầy của cái ác đang nhúng vào sản nghiệp của bạn chị được giấu. Con cái không nghe lời giải thích cho, công việc đang gặp cản trở cho, việc học đang gặp áp lực cho, hội thánh của Chúa Giêsu, ông bạn chị được giấu sẽ xin để một sản nghiệp của mình. Tất cả chúng ta đang gặp một sản nghiệp lớn nhất trên đất này là hội thánh. Các bạn chị phải quyết rằng khi Chúa ban cho bạn chị sản nghiệp thì cây gậy của kẻ ác không được đập vào sản nghiệp đó, và tất cả những gì chống đối lại những sản nghiệp của phước hạnh mà chúng ta trong đời sống của bạn chị thì phải công bố mẹ ngay cái giống này, phải tin điều đó, không đến cùng Chúa cũng không ban điều cay đắng nào trong phước hạnh của ngài. Ngài sẽ làm cho giàu có lên, ngài sẽ làm cho giàu có lên trong danh của Chúa Giêsu Christ. Tất cả những gì mà đang dơ và đang đúng vào sản nghiệp của con cái Chúa, quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.